Ok, hay, xin chào mọi người, mình là Jarod. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái video chưa mới vào video thì mình sẽ không có chơi game. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến một cái chúng ta sẽ đến với một cái cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ. Sắp tới là mình có một cái cuộc thi cuối học kỳ 1, thì nói chung là mình cần phải tập trung vào cái cuộc thi ấy, nên là giúp mình có thể sẽ không ra một cái video nào, hoặc có ra sẽ ra rất là ít trong khoảng thời gian tuần tới, bắt đầu từ khi các bạn xem clip này cho đến tuần sau. Và tuần sau nữa có nghĩa là mình sẽ bỏ khoảng 3 tuần, là gần cả tháng, để mà tập trung vào việc ôn thi. Nên là mình có thể trong 3 tuần này mình chỉ ra khoảng 1, 2, 3 clip trong 3 tuần quá. Nhưng mà không sao, nếu các bạn thật sự thích và mong muốn mình quay trở lại, comeback lại nhanh, mình sẽ cố gắng học ok ổn tí là mình sẽ comeback lại nhanh thôi. Thì hãy nhớ like video hộ mình, những cái video nào mà mình đăng luôn, hãy nhớ like hộ mình và subscribe, share video, chia sẻ video đó, để mà mình khi mà mình đang thi mình có thể hy vọng sẽ có một cái động lực nào đó mình sẽ thi tốt hơn, sẽ được ok hơn, nên là giúp hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Và bây giờ chúng ta cùng với Minecraft Money World như tiêu đề. Ok, vô. Ok, hãy xin chào mọi người, mình là Zarat và chúng ta cũng đã đến với Minecraft video Money World. Và đây là cái map không gian space, kiểu như không gian vũ trụ này nọ, tàu thuyền các kiểu đại điểu, nói chung là dạng dạng vậy. Ok, thì đây là đầu tiên mình chơi cái map này, thì mình nhớ oh my god, sao con này mới vô có nhiều gold vậy. Ê, cho tí thôi. Nó quá là ăn mảnh kìa. Ê, thằng kia. Freak you mean. Mình là Team Red, mình có 4 người, hy vọng là mình sẽ chiến thắng cái trận này. Ok. Boom. Nãy đứng này, đứng cam thế này lấy cũng ok thế nha. Ok. Dẫn cho mình. Qua kia đi. Ok, bye bye. Yep. Này ồ, có thằng kia nó lại này nhanh quá. Ok. Cho người ta lấy chứ các bạn, đúng không các bạn? Không nên ăn mảnh một mình như vậy. Mình đoán là đúng, mình nói là chỉ có chuẩn với chuẩn thôi. Ok. What? Chúng ta cần phải đi lên trên nè. Ồ không, đây không có đường lên trên thì phải đi ra ngoài ạ. Oh my god. Cho tí cục kim đào. Đây rồi. Ok, 45 cái thì mình có thể mua được một cây kiếm bằng đá chẳng hạn. Ok, và chúng ta có thể mua bộ đồ. Mình nghĩ là mình phải mua cả một lần hai cái, mình nghĩ là vậy. Ok, boom, đây và đây. Ô khoan, còn cái ống nữa. Yep, mình sẽ mua thế này. Boom. Và cơn đói thế này thì chắc tạm thời mình ăn cà rốt thôi. Ok, mình sẽ cất cái này lên đây. Ơi sorry. Để đây, ok. Boom, mình có khoảng ngon. Mình cần lấy một block. Đúng luôn, mình cần phải mua block. Ok, mình sẽ mua block boom 40 cục. Nó có biết 40 cục là cái quái gì nữa. Nhưng mà ở đây có... Oh my god, này broken rồi. Broken rồi, nó không có mở được. Oh my god. Mấy đứa bay đứng đây làm chen chen cái quéo gì vậy. Tại sao vẫn còn level 1 này? Mình nghĩ nó phải level 2 chứ nhờ. Mấy anh đi này lấy không chỉ upgrade cái gì cả. Holy shit, I have nothing. Why? Bây giờ thì cái này khoảng 5 giây mới có một cục rồi. What? Nó tốn khá là nhiều thời gian đấy. Ok. Cực kỳ nhiều luôn, mình không biết là ok, khoảng 5 giây rồi đó. Boom. Thôi mình sẽ đi ra chỗ khác. Chứ mấy thằng này nó kiểu nó lười vai cả lười. Ok. Ê, thấy chưa? Mỗi lần freak nó kiểu không cho, nó kêu kêu á. Oh my god, không thèm ke luôn, mình sẽ không thèm ke luôn. Ok, ý có block bụp lấy một cái cũng được, không thành vấn đề. Ok, mình sẽ qua bên bển mình kiếm cây cung chẳng hạn. Ok, mình sẽ đi song hành cùng với thanh niên. Thanh niên nào đây? Thanh niên lửa băng này.
Lửa băng mình nghe giống Ezreal nhà băng giá. Lửa băng. Chắc cái đó bạn nào chơi League of Legends mấy mùa đầu chắc sẽ biết cái vụ lửa băng của Ezreal. Nhưng mà không quan tâm ở đây. Chúng ta không nói cái vấn đề đó ở đây. Ok. Ok, đúng rồi, quan tâm của chúng ta là chúng ta giết được thằng này. Và chúng ta lấy đồ, chúng ta chạy. Đấy, quan tâm của chúng ta chỉ thế thôi là được rồi. What my... Oh my god. Team mình có hack á. Ê, đừng đùa chứ. Đừng đùa chứ. Team mình làm sao có hack được. Ok, chúng ta sẽ lấy mấy cái này. Lấy tiếp cái này. Mình nghĩ là sau lưng này nó sẽ có gold, ok. Generator level 1 á. Gold. Ok, lộn mà sắt. Oh my god, mình lộn mấy từ này hoài. Chúng ta sẽ có sắt. Ở đây thì chúng ta có kim cương này. Chúng ta có level 1 kim cương này. Wow, tuyệt vời. Level 1 kim cương. Level 1 là biết tuyệt vời rồi. Mình thấy là mình rất là tuyệt vời rồi. Ok, chúng ta sẽ lên. Hy vọng là không có thằng nào đến hấp mình nha. Oh, ok, tự nhiên mình rơi. Ok. Không có gì là tự nhiên cả. Đây về nhà, upgrade thôi. Team Red. Ok, hướng nào. Ok. Mình sẽ upgrade cái cục kim cương ở nhà. Wait, what? Đặt nó upgrade luôn rồi á. Còn khoảng 10 cục kim cương nữa. Ok, upgrade level 2. Boom. Tuyệt vời. Tất cả mọi thứ đang rất là tốt đẹp. Mình còn mua khoảng tầm oh my god, có 2 cục thôi à. Mình còn phải để coi một cái picket thì 10 à. Chắc phải mua cái cây này thôi các bạn. Ok. Mình sẽ oh what, cái này phải đập ở dưới á. Tới rồi. Boom. Ok, mình đoán là vậy. Ok, bây giờ mình sẽ mua tiếp tục cái này. Oh my god, mình cần phải mua thêm thức ăn. Thức ăn kia lõm quá mà. Boom. Steak. Ok, bây giờ thì mình nghĩ là không qua bên kia, mình sẽ đi vào bển mình kiếm thêm. Nó bắt đầu chặn đường à. Ok, nó bắt đầu chặn đường và ba cục kim cương của tôi. Nó xài cái cây có không, mình tem đỏ, mình đang đi qua nhưng mà không qua được đâu. Tem, đừng có làm càng. Oh my god, nó qua bên mình kìa các bạn ơi, Behind. Thằng này ngu vậy. Behind. Fuck you. Thằng mình không ngờ đấy. Thật sự là mình không ngờ đâu. Ok. Ok. Punch. Ok. Một người. Tay không đánh giặc. Không. Mình thật sự You stupid. Mình phải chửi nó idiot nha. Please. Biết gì đúng. Ok, whatever. Kệ đi. Idiot kiểu dạng thằng ngu ấy. Thề, quả đâu nó khôn cực. Vãi, hai thằng đứng sau lưng mình. Oh my god. Wow. Nhiều cái cương phép nhỉ. Ok, boom. Mình cần phải mua những cái này và cái này. Mình đoán là vậy. Và mình sẽ mua thêm steak. Chúng ta cần phải có thêm một cái cúp. Boom. Tuyệt vời. Chúng ta phải có lấy một cái cúp bằng không phải là lấy nữa, chúng ta sẽ cố gắng chờ để mà lấy thêm đủ 10 cục, chúng ta sẽ mua một cây cúp bằng kim cương. Mình nghĩ là cái cúp bằng kim cương sẽ ok hơn. Ok. 9 cục rồi. Freak. Còn như vậy 3-5 giây một cái. Oh my god. Ok, hên quá, cũng hơi nhanh, cũng nhanh được tí. Ok, lấy đồ. Lấy iron. Mình không thấy mình còn ai nhiều iron tới vậy.
Mình cần kim cương này. Boom. Tuyệt vời. Và ok, hai cục là cái quéo này. Ok, mình mém nhớ là mình mém nhớ, thật sự là mình nhớ. Mình cần cái block của các bạn. Ok, idiot. Idiot. You're so idiot. Ok. 5 cái thì dại gì mà mình không mua cái kia nhỉ? Boom boom boom. Nó hơi mất cân bằng một tí nhưng mà mình nghĩ mình cần phải mua cái này để mà mình tăng tăng châu trâu một tí. Mình nghĩ là vậy rất là tốt. Việc châu trâu bò lúc này rất là tốt. Ok, anyway. Mình thấy có thời kia ở full đồ rồi kìa. Mình thấy có một thằng freak. Oh my god, oh my god, oh. Nó dạng nó đứng dưới ấy. Thề. Cay vậy. Vậy đồ mình thật sự rất là mất cân bằng. Ok, anyway, sao cũng được. Và mình nghĩ là nó cứ từ từ thôi, nó nên từ từ. Mình nghĩ chúng ta nên slow lại, từ từ lại. Mình thấy chúng ta hơi nhanh, hơi vội. Take it slow lại tí nha. Boom. Ok, và mình cần thêm nhiều nhiều iron, thêm nhiều, nhiều iron nữa. Ok, 58 cái á, 58 cái mình chỉ cần phải mua. Mình sẽ chừa khoảng 10 cục lại nè, nghĩ là vậy. Ok, mình sẽ mua một cây efficiency và boom vô block. Ok, screenshot. Aha, này. Blue Blue have hacker. Oh my god. Hacker kìa. Nhưng mà nó ngu quá, nó đứng im đâu. Cheat cheat cheater nhỉ, phải gọi là cheater chứ, tại hình như cái này nó hay sạch, nó xài mod thì vậy. Mình nhớ không lầm. Có nhiều bài bài bạn nói với mình như vậy là cheat. Nó xài những cái mod mà có thể bay được ấy. Những cái mod ở trong Vanilla có thể bay ấy. Giúp cho Vanilla có thể bay được. Mình nghĩ là giúp thằng này một thằng trong những cái thằng đó. Thằng ngu người. Mình đoán là vậy. Ok, whatever. Nói chung là mày đứng đó đi nhá. Mày đứng đó đi. Ừ, rồi. Lát ban sao cũng được. Ok, bây giờ tao lên nhà mày này. Tao giết đồng đội mày này. Bạn thấy ổn định không? 5 cái. Và nhà nó không có ai hết, mình có thể dư sức mà mua một cái armor. Ok, boom. Oh, mother freak. Oh. Oh, còn đúng một người thôi. Còn đúng một thằng hack này thôi các bạn ơi. Oh my god. We don't need you. Oh my god. Yep. Oh my. Jeez. Ôi không, mình có thể nhảy xuống không? Oh, một hit. Please hacker. What? Trận đấu vô nghĩa nhất mà mình từng chơi. GG. Âm tình. Thật sự cái video này thật sự không có hay. Mình chết nhiều quá. Nhưng mà mình sẽ Nhưng mà mình tại vì thứ nhất mình cũng hiện tại giờ cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà rất rất xin lỗi mọi người. Vì như thế này. Nhưng mà giúp mình sẽ hẹn lại các bạn vào dịp video lần sau. Hy vọng là trong đó mình có thể quay vlog lủng này nọ. Nhưng mà thật sự mình bị mất cái điện thoại nên mình cũng không biết là mình có thể quay vlog được trong thời gian tiếp theo hay không, hay là làm một cái gì đó vlog này nọ trong thời gian tiếp theo. Mình rất là xin lỗi về điều đó và mình nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, hy vọng là sớm. Nếu các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình và mình sẽ hẹn các bạn vào video lần sau. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành.